Xin chào tất cả các bạn. Uh, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Mr. Cảnh Excel. Hôm nay mình uh, sẽ chia sẻ cho các bạn uh, 5 cái kỹ thuật để các bạn căn chỉnh trang in và các bạn uh, sử dụng 5 cái kỹ thuật này để các bạn áp dụng vào trong cái công việc mà in ấn của các bạn. Thì nếu mà trường hợp các bạn biết 5 cái kỹ thuật này thì các bạn có thể in bất kỳ một cái loại dữ liệu là một cách rất là dễ dàng các bạn nhé. Đó. Thì uh, cái kỹ thuật đầu tiên mà mình muốn uh, giới thiệu cho các bạn đó là cái cách mà các bạn có thể in lặp lại dòng tiêu đề. Ví dụ bình thường cái file của Excel, cái bảng tính của chúng ta có rất là nhiều dòng đúng không ạ? Rất là nhiều dòng. Và trong bảng tính của chúng ta chắc chắn là nó cũng chỉ có một cái dòng tiêu đề duy nhất thôi. Đấy, có một dòng duy nhất và nếu mà trường hợp mà các bạn mà không cài đặt để in cái lặp lặp lại cho cái dòng tiêu đề đó thì khi các bạn in ra giấy thì chỉ trang đầu tiên có dòng tiêu đề còn các cái trang tiếp theo sẽ không có. Ví dụ như thế này, các bạn chọn file, các bạn chọn bring như thế này. Thì các bạn nhìn thấy cái trang đầu tiên là sẽ có dòng tiêu đề, còn những cái trang phía sau sẽ không có như thế này. Đúng không? Đó nếu mà trường hợp nó không có như này mà chúng ta muốn xem những cái thông tin ở những cái cột tiếp theo thì chúng ta phải quay trở lại cái dòng tiêu đề cái trang đầu tiên đó để chúng ta biết cái cột đó là cái cột gì đúng không ạ như vậy thì rất là bất tiện và như thế thì rất là không ok đặc biệt là trường hợp mà các bạn làm cái file báo cáo mà các bạn gửi cho các sếp đấy sau đó các sếp mà in ra thì thấy như vậy cũng rất là không ổn hoặc là nếu trường hợp các bạn mà in ra gửi cho sếp xem thì cũng không ổn tí nào các bạn nhé Vậy thì chúng ta để cài đặt in lặp lại dòng tiêu đề thì đơn giản các bạn làm như sau nhé. Các bạn chọn thẻ BNL này. Đấy, sau đó các bạn nhìn thì có cái mục là Print Title các bạn nhé. Các bạn bấm vào đây. Đó, thì cái hộp thoại Base Setup nó hiện lên. Thì các bạn sẽ chọn vào cái Tab Sheet ở đây. Sau đó các bạn để con chuột vào cái mục là Round to Repeat at Top ở đây. Các bạn để con chuột đây nhé. Sau đó các bạn sẽ chọn cái dòng tiêu đề mà các bạn muốn in lặp lại đó. Đấy, nếu trường hợp mà cái dòng tiêu đề bảng tính của các bạn ấy, nó có nhiều dòng thì các bạn sẽ bôi nhiều dòng. Ví dụ mình sẽ bôi từ dòng số 1 này, mình chọn từ dòng số 1 đến dòng số 4. Có nghĩa là gì? Khi chúng ta in thì tất cả các cái trang nó đều có uh, cái dòng tiêu đề là từ dòng số 1 đến dòng số 4 cả. Đó, sau đó chúng ta chọn OK này. Tiếp theo các bạn chọn File và các bạn chọn Bring như thế này thì trang đầu tiên thì không có gì thay đổi đúng không ạ? Nó luôn luôn là nó sẽ có nhưng mà trang số 2 các bạn xem này. Đó, các bạn thấy chưa? Trang số 2 cũng có dòng tiêu đề như vậy luôn và trang số 3 và tất cả các cái trang khác đều có dòng tiêu đề như vậy. Thì như vậy ấy, khi các bạn in ra thì rất là dễ xem đúng không ạ? Đấy, nếu mà các bạn in ra gửi cho sếp cũng rất là dễ xem hoặc là các bạn gửi file mềm cho cho các sếp cũng vậy. Nên các bạn nên cài đặt như vậy trước khi các bạn gửi đi thì khi trường hợp mà sếp muốn in ra thì sếp sẽ có được cái thông tin như vậy thì rất là ok các bạn nhé đấy đó là cái kỹ thuật thứ nhất mà mình muốn giới thiệu cho các bạn rồi cái kỹ thuật thứ hai là gì kỹ thuật thứ hai là các bạn có thể in theo một cái khu vực nào đó mà các bạn muốn đấy các bạn có thể in theo một cái khu vực nào đó đấy giả sử nhé bây giờ chúng ta chỉ muốn in các bạn thấy là có từ số 1 cho đến số 23 đây đúng không? Ví dụ chúng ta in từ số uh, số này đi. Đấy, từ số 102 cho đến là 1 uh, 115 chẳng hạn. Chúng ta chỉ muốn in cái phần này thôi. Đấy, thì đầu tiên là các bạn sẽ bôi đen cái phần mà các bạn muốn in đấy. Các bạn bôi đen như thế này này. Sau đó các bạn vào bên rồi sau đó các bạn sẽ chọn Print Area, các bạn bấm vào đây nhé. Thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái lựa chọn là Set Print Area, các bạn bấm vào. Đó. Như vậy là chúng ta đã thiết lập cho cái vùng mà chúng ta muốn in thì nó chỉ có trong cái vùng của chúng ta mua đen này thôi. Các bạn nhé. Bây giờ mình bấm vào uh, file này. Chọn và ring này. Đó. Thì các bạn thấy chưa? Chỉ có cái phần dữ liệu từ cái dòng số từ cái số thứ tự là 102 cho đến 115 thôi. Và có một trang duy nhất thôi. Các bạn thấy đó. Đúng không ạ? Đó. Rất là đơn giản. Đúng không? Và nếu mà trường hợp các bạn muốn bỏ đi ấy, các bạn muốn bỏ đi nếu các bạn quan sát kỹ các bạn sẽ thấy có một cái đường kẻ này các bạn thấy không các bạn quan sát kỹ thì các bạn sẽ thấy có một cái đường kẻ này Bây giờ chúng ta bỏ đi thì đơn giản chúng ta để con chuột ở trong cái vùng đấy thôi Để con chuột hoặc các bạn có thể bôi đen Hoặc ít nhất là các bạn để con chuột trong cái vùng đấy Sau đó các bạn sẽ chọn là uh, Bay nhé Rồi các bạn chọn Bring Area Sau đó các bạn chọn Clear Bring Area Các bạn bấm vào đây Đấy tức là chúng ta xóa cái vùng mà chúng ta vừa giờ thiết lập thì bây giờ các bạn chọn File, sau đó các bạn chọn Bring như thế này thì nó lại trở lại như ban đầu các bạn nhé. Đó. Đấy là cái thủ thuật thứ hai, tức là cái kỹ thuật in thứ hai các bạn nhé. Đấy nếu trường hợp các bạn muốn in một cái khu vực nào đó, đơn giản là các bạn làm như vậy. Đó, đúng không ạ? Hoặc các bạn chỉ việc là bôi đen nó. Đấy, bôi đen xong rồi các bạn có thể là in cái khu vực mà các bạn chọn đấy cũng được luôn. Thì bằng cách các bạn bôi đen xong bắt đầu các bạn chọn vào file này các bạn chọn vào ring này thì tại cái mục này này tại cái mục này các bạn nhé thì các bạn sẽ thấy là có cái mục là bring uh, selection đúng không ạ? đấy các bạn bấm bring selection này bấm vào đây thì các bạn cũng thấy được là uh, chỉ có cái phần mà các bạn bôi đen đó thôi tức là các bạn muốn in cái phần mà bôi đen đó thôi đúng không ạ? thì nó cũng giống như các bạn là uh, thiết lập cái in cái khu vực mà các bạn muốn đấy thay vì các bạn thiết lập uh, cố định cái trường hợp như vậy thì các bạn có thể làm bôi đen cái phần mà các bạn muốn in đấy sau đó các bạn làm như mình vừa giờ đúng không rồi sang cái kỹ thuật số 3 đó là chúng ta in dọc đấy nếu mà trường hợp mà chúng ta muốn in dọc thì chúng ta làm như thế nào đó thế thì trước khi in các bạn chú ý giúp mình là các bạn cần phải cho cái cột dữ liệu nó hiện hết ra các bạn nhé các bạn đừng đừng có cứ thế mà các bạn in ngay thì có thể là khi các bạn in ra rồi ấy, có những cái dòng dữ liệu nó bị uh, che khuất bởi cái độ rộng của cột các bạn nhé. cho nên là khi mà trước khi các bạn in các bạn phải chú ý là điều chỉnh dữ liệu ở các cái cột này cho làm làm sao đó mà cái dữ liệu nó phải hiện ra các bạn nhé. các bạn chú ý như vậy. thế thì để in dọc ấy thì các bạn chọn vào page layout nhé. sau đó các bạn chọn margin này, các bạn chọn custom margin này. sau đó các bạn chọn vào cái tab Bay này và các bạn sẽ lựa chọn tích chọn vào cái mục là brochure các bạn tích chọn vào brochure các bạn nhé sau đó các bạn chọn ok như thế này và bây giờ các bạn muốn in dọc thì các bạn chọn vào file các bạn chọn vào ring như thế này đó thì các bạn thấy là trang giấy nó đang là trang giấy dọc đúng không ạ thì các bạn có thể là xem các cái trang tiếp theo như thế này đó đấy là trường trường hợp mà các bạn muốn cài đặt in dọc các bạn nhé đấy tức là in trang trang giấy À, A4 ở cái trạng thái là in dọc các bạn nhé còn trường hợp tiếp theo mà mình muốn nói với các bạn đó là trường hợp nếu các bạn muốn in ngang thì sao in ngang khi mà cái dữ liệu của chúng ta có rất là nhiều cột đấy, rất là nhiều cột mà chúng ta không, uh, không thể in dọc được, đấy, không thể in dọc được thì chúng ta uh, có thể là in ngang, thì các bạn sẽ chọn là bên các bạn chọn margin sau đó các bạn chọn custom margin này sau đó các bạn sẽ chọn vẫn chọn vào cái tab page này. Sau đó các bạn thay vì các bạn chọn bố chơi là in dọc đúng không ạ? Thì chúng ta đơn giản là chúng ta tích vào cái mục là landscape là các bạn sẽ in ngang. Sau đó các bạn chọn ok như thế này. Thì lúc này lập tức là cái trang giấy nó sẽ quay ngang cho cho chúng ta. Đó. Thì mình bình thường mình sẽ trở lại như thế này. Đấy, mình trở lại như này các bạn nhé. Thì nó đang là in ngang à in dọc đúng không ạ? Đầu tiên ấy đầu tiên nó in dọc như thế này này các bạn này. Đầu tiên như này nhé. Đó, thì bây giờ mình chiếu cho các bạn xem Như thế này là đang in dọc Các bạn chọn file, chọn bring như thế này Đó, các bạn thấy in dọc đúng chưa Đó, in dọc như thế này Đấy, nếu mà in dọc như vậy Thì chúng ta có thể là Chỉ in được từ cột số 1 này Cho đến cột số 8 đúng không ạ Đấy, nhưng mà Cái dữ liệu của chúng ta Nó đến cột số 11 cơ Đúng không ạ, đến cột số 11 Chúng ta muốn là tất cả những cái cột này, này Nằm trong một trang giấy luôn Các bạn hiểu không đó, thế thì chúng ta cần phải cài đặt uh, quay ngang trang giấy ra để cái dữ liệu nó nằm đầy đủ trong một cái trang giấy, tất cả những cái cột này nằm đầy đủ trong một trang giấy cho chúng ta. Thì chúng ta làm như sau, các bạn chọn vào page layout, sau đó các bạn chọn margin này, các bạn chọn custom margin, sau đó các bạn sẽ chọn vào cái mục là bay đúng không ạ? Các bạn sẽ chọn vào cái mục landscape như thế này. Đó sau các bạn chọn ok. Đó, như vậy là chúng ta đã cài đặt được in ngang rồi Đúng không? In ngang cho cái vùng dữ liệu của chúng ta Thì bây giờ chúng ta kiểm tra, chúng ta xem vào file Các bạn chọn print như thế này Đó, các bạn thấy chưa? Từ dòng số 1, à, từ cột số 1 cho đến cột số 11 Có nghĩa là tất cả những cái cột trong cái bảng tính đó đều nằm trong một trang giấy của chúng ta rồi Đúng không ạ? Nếu mà trường hợp mà các bạn thấy Sau khi mà các bạn cài đặt in dọc hoặc in ngang ấy Mà các bạn thấy cái lề của nó khá là rộng mà chúng ta muốn cho nó nhỏ hơn ấy thì chúng ta làm như thế nào có rất là nhiều cách nhưng mà mình hướng dẫn các bạn cách rất là đơn giản nhé các bạn quan sát ở xuống góc dưới bên phải này các bạn thấy không có một cái lựa chọn là sâu margin các bạn chuột trái bấm vào thì cái lề của các cái trang giấy ấy, nó sẽ hiện lên cho các bạn thì lúc này các bạn đơn giản là các bạn sẽ nhấn chuột và các bạn đẩy ra phía trước như thế này để cho cái nền này, này trước này phía phía bên trái này nhỏ lại đấy tương tự như vậy tại những cái điểm này các bạn đơn giản là các bạn hãy Hãy đẩy ra phía bên ngoài Đúng không ạ? Các bạn cứ đẩy như thế này Đó Các bạn đẩy như thế này Thì cái Cái nề uh, Nề trái nề phải nó sẽ nhỏ lại cho các bạn Và tương tự như vậy Ở phần phía trên này Các bạn cũng như vậy Các bạn đẩy lên như thế này Các bạn nhé Đấy Đẩy lên và đẩy xuống Như thế này Đấy Thì Các bạn có thể làm như vậy Thì khi mà các bạn in ra Thì cái nề nó sẽ đẹp như các bạn muốn các bạn hiểu chưa đấy ngay cả khi các bạn cài đặt in dọc hoặc in ngang mà cái lề của chúng ta nó nó to quá thì chúng ta có thể cho nhỏ lại hoặc nó nhỏ quá chúng ta có thể cho nó to ra các bạn nhé thì các bạn có thể điều chỉnh một cách thủ công như vậy thay vì các bạn vào bên trong hộp thoại bên setup các bạn nhập những con số đôi khi chúng ta sẽ không biết được kích thước của nó như thế nào đúng không ạ đó thì sau đó các bạn in thì các bạn bấm vào nút bring này bình thường các bạn nhé đó nếu các bạn muốn tắt cái những cái cái biểu tượng là cái nề của trang giấy đó. Các bạn bấm vào cái góc dưới này một lần nữa thôi. Đúng không ạ? Đó. Thì đây là cái kỹ thuật là in uh, trang dọc và in trang ngang. Như mình đã giới thiệu cho các bạn. In dọc và in ngang rồi các bạn nhé. Rồi tiếp theo là cái trường hợp là vô cùng hay là như thế này. Đôi khi uh, các bạn uh, có rất là nhiều dữ liệu. Uh, rất là nhiều dữ liệu. Thì uh, nếu trường hợp ấy mà các bạn không không muốn in ngang nhé. Ví dụ cái bảng dữ liệu của chúng ta như thế này là các bạn thấy vừa rồi ấy, là phải in in ngang thì mới hết là 11 cột đúng không? Nhưng mà đôi khi các bạn thấy quan sát trong cái bảng dữ liệu của mình có những cái cột mình không muốn thể hiện ra. Các bạn hiểu không? Có những cái cột mình không muốn thể hiện ra thì ấy, các bạn làm như thế nào? Các bạn có thể ẩn bớt nó đi. Các bạn hiểu chưa? Các bạn có thể ẩn bớt nó đi ví dụ như thế này, mình ẩn ba cột này. Các bạn chuột phải chọn hai như thế này thì có nghĩa là bây giờ chúng ta chỉ muốn in những cái cột này thôi các bạn hiểu không chỉ muốn in những cột này thôi nhưng mà khi mà các bạn chọn in dọc ấy, thì nó cũng chỉ được đến đây thôi nó vẫn bị thừa một cột như thế này đúng không ạ nếu chúng ta quay trang quay ngang trang giấy bây giờ mình in dọc mình chọn vào file này để cho các bạn xem trước này đúng không từ từ cột số 1 đến cột số 10 đúng không ạ đến từ từ những cái con số này này đấy và nó sẽ thừa ra phía bên sau này và chắc chắn ở phía sau nó chỉ có một cột duy nhất thôi các bạn sẽ thấy được là những cái trang phía sau này nó chỉ có một cột đó thôi đây các bạn thấy như thế này này đó đấy bây giờ mình muốn là ghép cái cột này vào trong đấy mình ghép ghép cái cột số 11 này vào bên trong này đấy thì có rất là nhiều cách nhé nhưng mình sẽ hướng dẫn các bạn cách rất là nhanh chóng thì các bạn làm như sau nhé đấy thì các bạn có thể áp dụng cái cách này cho cả in dọc và in ngang được các bạn nhé đấy thì các bạn làm như sau các bạn chọn vào cái tab view này này sau đó các bạn sẽ chọn là break review các bạn bấm đây nhé Direct Review đó thì uh, cái Excel nó sẽ trở về cái trạng thái như thế này cho các bạn và các bạn có thể phóng nó to ra các bạn bấm ở phía dưới này này các bạn phóng cái tỉ lệ nó to ra nhé thì các bạn quan sát nó cũng sẽ dễ thôi và các bạn thấy có một cái đường kẻ nhất đứt màu xanh đúng không đơn giản các bạn sẽ để chuột trái vào cái đường kẻ nhất đứt màu xanh ấy các bạn nhấn giữ chuột và các bạn kéo ra bên ngoài như thế này các bạn thả ra đó có nghĩa là chúng ta đã đưa cái cái cột ở phía phía bên ngoài này vào trong những cái cột ở bên trong và lúc này nó nằm là một trang giấy bình thường các bạn nhé và lúc này các bạn in ra thì nó rất là đẹp đó rất là nhanh chóng luôn các bạn chọn file này các bạn chọn là bring này đó các bạn thấy chưa Đấy, tất cả các cột nó đều làm trong một trang giấy đúng chưa đó là cách rất là nhanh các bạn nhé mình trở lại này bấm bấm mũi tên trở lại thì nó như thế này đúng không đó thì đơn giản là các bạn để con chuột đây các bạn nhớ là các bạn chọn vào view trước nhé sau đó các bạn chọn là break review này sau đó các bạn mới để ở đây và các bạn kéo ra bên ngoài các bạn hiểu chưa đó bằng cách như thế này là nhanh nhất các bạn nhé kể cả khi các bạn đang ít dọc hoặc in ngang các bạn đều có thể làm như vậy được các bạn nhé đó Thì nó sẽ đưa về cái trạng thái như này Rồi Thế thì nếu bây giờ các bạn muốn trở lại như bình thường Thì các bạn làm như thế nào Các bạn vẫn chọn vào view nhé Thay vì các bạn chọn Bay Break Review Các bạn chọn Normal Các bạn bấm vào đây Đó Thì lúc này nó sẽ trở về cái trang Excel bình thường Như thế này Và các bạn thao tác bình thường Tuy nhiên là cái tỷ lệ in nó đã giảm xuống rồi đấy Đấy làm sao các bạn biết nó giảm xuống? Các bạn chọn neo nhé. Sau đó các bạn chọn Margin như này. Sau đó các bạn chọn Custom Margin. Các bạn bấm vào đây. Thì các bạn nhìn này. Các bạn chọn bay, thẻ B nhé. Các bạn nhìn này lúc này. Ấy, nó không phải là 100% nữa mà nó đã giảm xuống 89 rồi. Đúng không ạ? Nếu các bạn mà gõ số 100 vào đây ấy, thì lập tức là uh, cái cột số 11 nó sẽ bị thừa ra bên ngoài cái trang khác. Các bạn hiểu không? Đó. Thì đó mình hay gọi tắt là À, giảm tỷ lệ in các bạn nhé. Thì đây là cái trường hợp là custom print là cái trường hợp mà in một cách nhanh chóng tức là căn chỉnh trang in một cách nhanh chóng không cần biết bạn đang in trạng thái là giấy in dọc hay là in ngang các bạn có thể làm như vậy rất là nhanh các bạn nhé. Đó đơn giản các bạn chọn view các bạn chọn direct review như thế này các bạn hiểu chưa? Đó rất là nhanh chóng luôn đấy. Thì ở cái video này mình đã hướng dẫn cho các bạn 5 cái kỹ thuật để các bạn có thể in nhanh ở trong Excel các bạn nhé. Đấy, nếu bạn nào chưa có đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để mà cập nhật những cái video mình chia sẻ mới nhất ở trên kênh của Mr Cảnh Excel các bạn nhé. Còn bạn nào đã đăng ký kênh rồi thì các bạn có thể bấm like và có thể là có đặt những câu hỏi nếu các bạn thấy có vấn đề cần cần hỏi, các bạn cứ đặt câu hỏi thì mình sẽ làm video để mình hướng dẫn cho các bạn các bạn nhé. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.